Alo, Kim Chi đấy à? Ngọc Diệp đang bị chết vật ra đây. Ngọc Diệp chết vật ra đây rồi, Kim Chi có lên cứu Ngọc Diệp không? Hả? Úi giời ơi! Thế hôm qua Kim Chi làm gì mà cũng im tim thít đến tận nửa đêm thế? Tưởng Kim Chi đang nằm với chồng. Con đĩ. Thôi nhá, thế giờ đến tối chồng về nhá, thì mượn xe của chồng lên đèo Ngọc Diệp đi nhá Kim Chi nhá. Những người à? Thằng này đang xui chứ nhảy xuống sông. À, tôi với cậu cùng nhảy. Ngày xưa nhảy rồi. Ngày xưa tôi nhảy ở sông Kỳ Cùng cơ. Lúc bây giờ nó cũng đều bỏ. Này, hôn một cái. Trong cái tương truyền của người Việt thì bà ấy giáng sinh khoảng độ quá 600 năm nay. Nếu mà nói về tin lành, rồi Thiên Chúa, rồi đạo Phật, rồi đạo mẫu này, thì chính cái đạo mẫu này mới là đạo bản địa mà mang cái màu sắc của dân tộc Việt Nam. Còn gọi đạo này gọi là đạo tứ phủ, thiên phủ, địa phủ, thủy phủ và nhạc phủ. Vì con người xưa nghĩ rằng là tất cả những cái từ to nhất cho những cái nhỏ nhất đều có các vị thần cai quản. Người xưa thì người ta có quan niệm này, người ta phải có căn. Nếu người ta không lên đồng, người ta sẽ bị ốm đau, người ta sẽ bị vận hạn, thì người ta phải ra để người ta hầu thánh. Nhưng bây giờ có một số người hiểu sai lạc đi,
lại cho phải ra lên đồng thì mới buôn may bán đắt mới nhiều lộc mới giàu. Đấy là cái sai. Tổ chức một cái việc lên đồng ấy thì bao giờ nó cũng phải có đủ ngân để thành phần. Thứ nhất là phải có đền. Việc thứ hai phải có cả ông pháp sư làm lễ thỉnh mời thánh về chứng giám cho cái đàn tràng ấy. Cung văn để đánh đàn hát ca ngợi công đức của từng vị thánh khi người ta hầu đến cái vị ý. Việc thứ tư mới đến cái bà đồng làm chủ đàn tràng của mấy. Phải có hai người hầu dưng để mặc áo, dâng hương, che quạt, rót rượu, châm thuốc. Đầu tiên là người ta hầu tam toàn thánh mẫu. Thế sau đó một cái tuần tự là người ta hầu đến các quan. Thì người ta hầu đến các nữ thần. Thì các nữ thần thì chủ yếu là các hầu các bà thánh ở trên rừng. Vì có 36 cửa rừng. Thì người ta diễn tả chủ yếu bằng cái việc múa mồi. Đấy, múa mồi. Múa mồi vì người ta có quan niệm là trên rừng là ma thiên nước độc mà tối âm u cho nên bắt buộc phải đốt đuốc. Tất cả những cái động tác của các cái vị nữ thần ấy nó đều tập trung vào cái việc lao động để duy trì cái cuộc sống. Trên rừng thì hái hoa lượm quả, dưới nước thì bắt cá. Cho nên thường những người đàn ông ấy mà gọi là đồng cô ấy thì lên đồng bao giờ cũng đẹp hơn đàn bà. Thực tế những người đàn bà thật múa không dẻo vào những người đồng cô. Mà điển hình là ai? Tôi là đồng cô. Tôi lên đồng mấy chục năm rồi. Tôi lên đồng rất đẹp, yểu điệu. Tức là nếu nhìn sau lưng không ai biết là đàn ông. Đồng cô là xác là đàn ông, nhưng hồn là đàn bà. Thế thì những người Ý là những người thích son phấn nước hoa, thích trau chuốt này, thích được chiều chuộng này, thích được nịnh này, thì thành ra mới thành ngôi đầu. Hình như thần thánh, ngài cũng cứ tìm những người đàn ông. Vì đàn ông người ta có cái quan niệm nó sạch sẽ hơn phụ nữ. Nó sạch sẽ hơn về mọi mặt. Cho nên thần thánh hay thần thánh cũng có thể thích cái người đàn ông hơn. Đấy. Cho nên là ngài đã giáng vào những người đàn ông ấy thì những người đàn ông ấy rất là tinh anh, rất là sắc sảo. Những cái đường đi nước bước vũ đạo trong khi mà lên đồng rất là yểu điệu, rất đẹp. Rồi rất nhạy bén để đối nhân xử thế với mọi người xung quanh trong cái buổi ngồi đồng. Chứ còn đàn bà không thể khéo được mà đàn ông. Đền này là chốn tổ tôi đi, tức là cách đây gần 40 năm tôi trình đồng, là tôi trình đồng đền này. Nhưng là tôi chưa đến 16 tuổi, tôi ra đồng năm 69. Lúc bây giờ tôi bị ốm, thì bao nhiêu thuốc không khỏi, thì bà ngoại tôi mới lại chị bà ngoại tôi ở dưới Hải Phòng là đồng đền Lạc Viên, thì mới bàn nhau để tính hay là bây giờ nếu thuốc không khỏi thì cho đi lễ vậy. Thế là mới cho tôi trình đồng. Chứ hôm qua tôi có biết gì đâu. Con nhang anh đồng lắm. Anh hàng nghìn con nhang ở Hà Nội. Đồng nhất đấy. Có tiếng. À, đồng cô là người ta có căn. Có người xác căn quá, cứ điên điên rồi. Mà ốm mà không tìm ra một bệnh gì.
Nhưng mà cứ đi đến đền đến phủ thì lại hết bệnh ốm. Nhưng mà cứ ở nhà thì lại ốm. Chị tin lắm. Chị nói em nghe là nói chung là cái khoa học và cái tín ngưỡng ấy là hai cái nó chưa thể thế nào thế nào. Cho nên là mỗi một con người là có một cái đạo riêng thì mình cũng tâm thành thôi. Còn chả biết là đúng hay sai nhưng mà cũng có thể là đúng thì sao? Lúc bây giờ là năm bảy mấy, năm bảy mấy giờ quen biết. Lúc đầu thì cũng là vì quen biết là vì những cái ý thích, một số các sở thích giống nhau. Đấy, lúc bây giờ thì vì Đức rất thích về rất nhiều đồ, cái đồ tượng sơn thép vân vân. Nhưng sau này thì mình thấy rằng là nó, Đức là một kho kiến thức rất lớn về mặt văn hóa cũng như là về mặt luật lệ, về mặt lễ hội, về mặt tổ chức. Người lại hiểu Trung Quốc rất rõ mà lại có một cái đời sống dân gian Việt Nam rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là về phía Đức nó cũng là một người rất cởi mở. Anh chơi với nó vậy thôi nhưng mình chưa bao giờ thấy nó gian trá một cái gì cả. Nó như thế nào nó cố gắng sống đúng như nó. Nó không giống như một số anh khác là phải che đậy hay là phải. Nó nữ tính là nó sống đúng là nó luôn luôn đòi hỏi cho nó một cái sự nó là người con gái. Từ nhỏ giờ tôi đã thích làm những việc của phụ nữ rồi. Nấu cỗ, nấu bàn, đan nát, thêu thùa. Mà đã đánh đá rồi. Đánh đá lắm. Trong gia đình nhà tôi ý, thì nói lại thế này. Tôi có mấy ông anh con bác họ tôi ý, thì lại không lên đồng. Nhưng mà lại là đồng tính. Thế nhưng mà các ông ấy đồng tính nhưng mà các ông ấy xấu. Các ông ấy bảo tôi là bóng lộ. Các ông là bóng kín. Các ông không thích đề cập đến cái chuyện ý. Lộ nhưng mà lộ là chỉ có biết là mày thằng này điệu. Thằng này đánh đá, thằng này chuông hoa chảnh. Thế nhưng còn cái chuyện kia thì làm sao mà biết được. Đây là bị rời đầy đấy. Nó cũng trái với quy luật của tạo hóa. Mà nó trái cả với cái đạo đức của xã hội. Mình biết chứ sao mình không biết. Nhưng mà số mệnh đã như thế rồi thì làm thế nào được. Không làm thế nào được cả. Anh nghĩ chắc nó bị ẩn nấp dưới nhiều các cái bóng dáng khác nhau. Thực ra thì nó rất lớn. Và số lượng người theo đạo mẫu không ít một tí nào. Khi nào chính thức đội bắt hương, bắt nhang là con nhan đệ tử thì mới gọi là mẫu. Theo đạo mẫu không có nghĩa là tôi từ chối đạo Phật. Mẫu chính sau đó cũng thành Phật. Đấy. Nhưng nó giải tỏa là ở ngưỡng cửa đầu tiên của con người bước vào ngưỡng Phật thì chính là đạo mẫu. Gần giống như thế. Tức là đây nó giải tỏa ông hãy cởi bỏ tất cả những thứ đời sống tầm thường nhất của ông ở đây. Và ông được giải tỏa tất cả những cái chuyện đây để bước sang một ngưỡng nữa cao hơn nó, đấy chính là đạo Phật. Đấy. Thì em thấy là tất cả cái sinh hoạt thói thường nhất, những cái ham muốn tầm thường nhất nó cũng vẫn được thể hiện ở trong đạo mẫu. Đấy. Ở trong đạo Phật hoặc là các giáo lý của Khổng Tử hay đạo giáo có bao giờ người ta nhắc đến cái chuyện đồng tính bao giờ? Nhưng đạo Phật thì chắc là có. Đạo Phật thì vẫn nghĩ rằng là vì cái hình ảnh của đạo Phật ấy, chính là hình ảnh không nam không nữ, không giới tính, không có nóng giận, không có âm dương, không có cách biệt, nó là một cái khoảng trung. Và đấy chính nhiều khi tượng Phật cũng thế thôi. Có những câu hỏi con này là ông hay là bà thì mình cũng không biết đâu. Không thể gọi đấy là ông hay là bà. Thì những cái người mà họ nửa nam nửa nữ vậy thì thông thường có một cái quan niệm tức là họ khá cân bằng về mặt âm và dương. Đấy, có thông thường thì có lúc họ dương hơn một chút thì họ giả giống như người nam nóng này quát tháo rồi hách dịch rồi sai bảo người này và có thích quyền hành để chỉ huy vân vân. Cũng có lúc họ là thiên về người nữ, họ lại mê mẩn những cái thứ rất là nhỏ nhẹ. Thì thông thường người ta quan niệm những cái độ ấy nó cân bằng giống như con số 0. Thì khi âm dương bằng nhau thì tức là con số 0, tức là một cái mặt thẳng bằng. Và khi nó là con số 0 thì cái sự tiếp nạp những cái thế giới khác vào họ là rất rõ. Này cô mà phỏng vấn nó bảo cả chồng cơ mà. Hai vợ chồng lại đang giận nhau. Đấy. Hai vợ chồng đang giận nhau. Bây giờ thì chồng lại bỏ đi mất rồi. Thế mấy hôm nay tôi đang an ủi. Hôm nọ tôi mới nhắn cho 4 câu thơ thế này là sen tàn cúc lại nở hoa, sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân. Tìm đâu cho thấy cố nhân,
lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương. Bốn mùa đều có hoa cả cơ mà. Thế cho nên là cứ lạc quan lên, không việc gì phải về sâu thảm cả. Không giỏi của lão Thực Gia. Úi giời ơi là giời ơi, sao lại không giỏi? Gai ngọn nó còn nhọn hơn gai gốc. Gai này gai gốc cùn rồi. À. Gốc nó bị cứng. Gai ngọn nhọn hơn gai gốc. Dỗi rồi xong là lại lánh. Chồng dỗi chồng bỏ đi rồi. Tôi lại cũng lên mạng tôi quen một thằng. Mà thằng này thì lại cũng có ăn có học cực kỳ. Nhưng mà thằng này lại là ở tận trong Tây Ninh cơ. Anh nó cũng đây đây này. Đây này đây. Đấy, trông thì nó cũng cao ráo, nó cũng đẹp đấy chứ. Vâng. Ừ. Đẹp. Ừ. Thằng này cao ráo đẹp. Này đây này, tôi nói cho cô nghe nhé, nó cũng thủy chung như này nhé. Nhắn tin cho tôi đi này. Tối hôm nọ mà nó gọi mãi cho tôi, anh đừng bỏ em bơ vơ trong lúc em đang cái gì hụt hẫng và rất cần có anh bên cạnh. Anh ơi, giờ em muốn được dựa vào vai anh mà khóc cho vơi đi hết tất cả nỗi buồn. Em rất buồn. Tức là liên thì tôi phải hàng trăm cái tin ở trong này. Đấy đấy, chắc thằng này gọi điện đấy này. Sơn Sơn cùng với cháu Công Công ấy. Hai đứa chơi để bê cái đàn để ăn thế nào để vào cái đấy ạ? Ây, lắp mặt đau đâu? Kia, dưới kia. Chú quần áo cho bà đi. Còn anh ơi, tôi bộ quần áo ở đây. Ở quần áo trắng nó ở trong cái túi đen đấy em ạ. Bà cũng văn hát văn thờ đi. Ngoan quá, thầy cho con lên cầm đi. Cái gì đây? À, cái trứng gà đấy. Không, đây là điển, đây cũng là điển hình của BD đây. Ừ. Của dân gay đây. À. Nhưng mà gay này là gay kiểu kiểu cổ. Kiểu cổ, thì là gì? Gay kiểu cổ. Ông bà, cha mẹ tôi đều lên đồng hết. Đây này là cha truyền con nối. Tôi lên từ nó năm 12 tuổi. Mà tôi 43 là 31 năm rồi. Nó bị ốm đau mà tưởng chết. Không biết bệnh gì rồi đấy, thế là cuối cùng ra đồng thì khỏi. Ngày xưa tuổi thời chúng tôi là đồng cô nó ít lắm. Bây giờ nó ít nhiều. Thì nó va chạm, thứ nhất là đồng cô là một phần nó va chạm các nước phương Tây đấy, thì nó va chạm, nó tràn nhập sang Việt Nam. Bên các Tây cũng đều có gây đấy. Cái lên đồng này nói cho cô nghe là 100 người gây thì đa số kể cả là 100 đều không có đồng bào. Cái gây là dành cho cái giới là nam giới, là nó thích cái tính để chơi bời. Chứ còn cái gây của đồng bóng của tôi là khác, nó phân biệt. Đồng bóng là chúng tôi tin là các đồng gọi đồng bóng, gọi là đồng cô, là có căn, có mạng, có số thờ thì phải lên đồng. Cái căn của thầy là căn gì? Căn của tôi là Mẫu Đông Quương, nào mà là bà Chúa Thượng Ngàn, là căn tôi là về nữ không về nam, về nữ thần. Xưa có bạn có hết, có hết, không có một người nào lẻ loi. Ngày xưa người ta kín đáo hơn, nhưng đều có hết. Vì thế này, nó là một cái nhu cầu, cái tình cảm, cái sinh lý, nó đều là một cái nhu cầu. Như đói thì phải ăn, khát thì phải uống. Còn cái sinh lý này thì nó cũng như những cái sinh hoạt bình thường thôi. Người ta cũng là con người. À, bắt đầu như thế nào á? Mình có căn cao số thì phải ra hồ đồng. Bắt đầu từ sao lại biết là mình có căn? Biết là dở ấy. Thôi là ốm đau ấy.
đến 10 năm. Đây chỉ có đi buôn cá thôi. Chỉ có đi buôn. Buôn cá. Hàng chợ. Đây là hàng chợ. Nếu mà nói về đùng bóng thì cứ thế mà đi. Về như con mà đùng bóng mình nhá. Làm như thế này. Có một lần con làm mê ấy là cái có cái dây trắng, cái dây như là cái khăn von thắt vào cổ nó cho tít tít cho mình núi trên chùa Hương cơ. Thì như thế. Con mà không nào xuống được bạn mà khóc. Cứ thiên văn mãi không được. Thì có ba người đẹp lắm ấy bạn. Được thì mà con xanh nó đỏ méo, xanh nó đỏ méo trắng. Cứ đứng ở trên này nhìn xuống nhưng mà không cứu lại không làm gì. Ba nó đỏ trắng. Vâng. Ram đấy. Không. Mà cứ lôi lên như đấy thôi mà sao khóc. Mà sao mà chứ? Mày mà không ra trình đồng bốn phủ thì mày kiểu như cho dù dại đấy hoặc là cho chết đấy. Nó rất là thành tâm mà lại dễ dãi trong nhà. Đó. Nên là anh em gọi là lúc nào cũng lính xìu với nhau. Cái hôm nay mà anh Hải ở nhà này có phải vui không nhỉ? Chồng con đi vắng rồi. À. Chồng con đi đi đâu? Đi đâu? Có biết đi đâu? Có. Con lạ gì không biết đi đâu, xong bên kia sông. Đúng không? Đúng không? Con tìm sang bên kia sông. Lúc nào cứ mẹ chồng với mẹ con lên nhưng mà rồi chán lắm. Làm sao mà chán? Quả thuyền tầm kia mới đẹp chứ. Ủa chứ thế để à? Ăn mày công đức Phật Thánh, ăn mày công đức cụ. Để xong rồi thỉnh mời cụ à? Thầy là bảo mẫu của Thánh. Nói mà so mà đồng cô thì thấy là nhất là nó chú lợi thầy sang chú kia nó mới thành đồng cô mới nhiều. Đồng cô là như nào mà? Tôi chỉ mới nói thế thôi. Đây là khối đồng cô này, đồng cô đồng cậu khối. Tiên cô, ta gọi tiên cô, chúa cô. Ông à, ông ẹp, ông kia, đấy, tiên cô, chúa cô, ông kia. Xinh thế. Trước đây, họ chỉ biết là cái người đấy là ai nam hay nữ. Từ xưa nay, họ vẫn coi đấy là một cái thứ bệnh hoạn. Và chính vì cái quan niệm trong xã hội đấy như vậy, thì cái người đấy họ mới thiên vào những cái nơi nó huyền bí hơn. Họ được tôn trọng hơn trong cái cộng đồng đấy của họ. Những người mà không lên đồng, không phải là đồng cô thì vào trong đấy gặp người lên đồng, họ nhìn họ không phải nhìn cái sự miệt thị như cái cách ở xã hội ngoài nữa. Đúng đến với đạo Phật hay đến với các cái tôn giáo khác thì người ta đều lấy cái sự trang nghiêm, lấy sự sùng kính để ấy. Nhưng đây thì nó lại là lấy sự chan hòa, lấy sự giải tỏa làm gốc, cho nên người ta sẽ thấy nó tưng bừng vui vẻ. Em phải hình dung là cái khó khăn nhất không dám thể hiện ra đấy chính là những người đồng tình. Trong một cái xã hội nó rất là kinh, mà tại đấy họ được thể hiện được. Và chính cái đó nó là giải tỏa cái sự ngặt nghèo của cái đời sống bên ngoài, cái sự che đậy đời sống bên ngoài. Chút nào ngoài không, lúc đấy cái này mới là cái môi em đánh đấy. Không, lại đỏ quá đấy. Không, đỏ quá. Không, đỏ quá, thế này vừa đẹp, xoa xoa. Ăn sâu vào trong cái nhu cầu này. Nhu cầu trong cái đời sống của họ thì không mất à. Dù cấm đoán là mê tín dị đoan, người nào là tiêu pha tốn kém, tất cả cái thứ vân vân của nhà nước quy chế ra từ trước đây thì cũng không dập được. Thế những người đồng tính mà gia nhập cái giới này thì lúc bây giờ người ta toát được hết, thì người ta không phải giấu giếm cái gì cả. Là những người ý thì thường là những cái thành phần tự do trong xã hội, không có ai cai quản, không đi làm trong một cái tổ chức cơ quan nhà nước nào đấy. Vì vẫn nhiều người người ta giấu cái chuyện người ta là đồng tính chứ, làm sao người ta để cho ở ngoài biết được. Nếu mà vợ mà biết thì vợ nó coi ra cái gì, con biết con nó coi ra cái gì, thế rồi bạn bè nó biết thì nó coi ra cái gì. Trông ra ngoài thì lại dân dã thế này thôi. Tôi về cô nhé, tôi chốc cô về. Tôi cảm tưởng thì cái bệnh này nó là bệnh lây của
đây nhé, cái lúc bây giờ là tôi độ 15, 16 tuổi, thì tôi có một cái tay ý là nó làm ngay sở điện bờ hồ này này. Nó hay sang đây nó chơi. Thế là nó mới rủ tôi ra ngoài chơi. Thì nó bảo tôi toán. Thế nên nó bảo tôi muốn toán thì nó bảo được mấy hôm tử tế. Thế xong đến hôm thứ tư, thứ năm bắt đầu là nó làm trò. Thế mới đầu thì tôi sợ. Chứ còn không có tự nhiên cha mẹ mình sinh ra thì làm sao mà mình biết được cái trò ấy, phải không ạ? Mới đầu tôi sợ, xong tự nhiên mình lại thấy hay hay, thấy thích thích. Thế là tự nhiên là tôi lại mến cái này. Đấy, thế là từ đấy giờ đi tôi mới bị nặng. Thế mà sau đó một cái thì một số bạn của tôi mới đầu không biết, những người là hoàn toàn đàn ông, không biết. Nhưng chơi với tôi lại mê những người. Thì tự nhiên bây giờ những người cũng lại bị nặng luôn. Đấy, thế nó mới rắc dây nhau ra hàng dãy như thế. Bây giờ nó rất nguy hiểm như này nhé. Các cô không ở trong cái lĩnh vực, các cô không biết. Bây giờ trên mạng bao nhiêu những phim ảnh gay, rồi là vũ trường quán bar, thì có những cái đứa trẻ nó mới lớn lên, nó chưa định hướng được, nó tò mò, nó mới muốn tìm cái cảm giác lạ. Nay nó thấm vào một tí, mai nó thấm vào một tí. Thế là tự nhiên cái chất gay nó nhiễm vào trong con người đứa trẻ. Từ lúc nào mà đứa trẻ không biết, nó từ từ nó đi vào, và một cách rất tự nhiên. Thầy còn hai canh đàn nữa cơ. Còn bạn phép hỏi thầy trẻ. Không, còn nửa chân dài. Ưng lắm. Riêng bánh bao không? Bánh bao. Thích bánh gì? Bánh trẻ à? Thế này. Thầy có bao giờ thầy nghĩ là tìm một cách gì đấy để chữa cái đấy? Tôi không thích chữa. Bây giờ tôi cũng không thích là bây giờ phải chữa thành ra đàn ông hoàn toàn. Vì tôi vẫn tìm thấy những các cái tình yêu. Tôi vẫn tìm thấy những các cái vui vẻ đối với người cùng giới. Thì việc quái thì tôi phải chữa. Thế xong rồi là cái hôm nọ mà cái đoạn văng ở đấy mà xóa nó đi nhá, không có như đặc nô ấy, như là quỷ nhập tràng ấy, rồi ta cười cho đấy. Này cái mẹ Liên này, thằng bé này đẹp trai này, đẹp trai, thằng này trông được, này văn nghệ sĩ lắm. Ông phải tâm hồn, thằng này tôi sẽ cho lên thớt luôn. Ra đây bác, bác à, đây là Dương Ngô thế nào? Mày sinh năm bao nhiêu? Cháu á, năm 83. Toàn là giáp à, nó quý, quý hợi, quý hợi. Quý hợi. Quý hợi. Nào tao rủ đi chơi nhé. Tao dám đi à? Đi ngay rồi. Cái mắt này xinh. Trước đây Đức là một giáo viên dạy rất giỏi. Có thể Đức nếu mà làm bình thường, nó giữ kín đáo, chặt chẽ, không bộc lộ ra tất cả những cái đó, có thể hiệu trưởng có thể lên nữa với cái khả năng ấy của nó. Trong những thời kỳ khó khăn nhất hoặc thời kỳ ấy nhất mà người ta đua nhau vào những cái sự tiếng tăm danh vọng vân vân, hoặc là những cái ý nghĩa mà xã hội quy rất do, ví dụ là giáo viên giỏi, xong rồi chiến sĩ thi đua vân vân, tất cả cái đấy. Nhưng cuối cùng thì Đức vẫn thể hiện rõ hơn, tôi vẫn là một người đồng tình với nửa nam nửa nữ, ai nam ai nữ, và tôi là một thằng đồng cô, và tôi thích phục vụ thánh mẫu. Ai đấy? Lên đây. Đây thì cộng này thì lại là có nghề cắm hoa rất là giỏi. Vâng. Thì cũng là 27 nay là trinh đồng ở Hàng Cà. Chúng tôi là loại sư trưởng, là những lớp người đi trước, sau đó một cái là kết nạp và những cái lớp người đi sau này. Thế cũng như tôi là đệ tử của thầy tôi đây. Thế cô đợi tôi một tí. Mỗi con người nó là một cái tròn sao rất nhỏ. Tất nhiên là duy vật với cả duy tâm thì giữa con người em nó là đồng hành với nhau.
chứ là không nghiêng về cái chuyện di tâm nhiều quá. Chứ nếu mà mình di tâm nhiều quá thì đây thì 7 năm khi mình biết cái chuyện này mình đã ra rồi. Đây là mình muốn là tìm hiểu tất cả mọi cái, sau đó mình bước chân vào. Chứ mình không như người khác là bảo bây giờ mới biết xong vào đua đòi cho thứ cũng thứ nọ thứ kia. Thế đó là thờ thì lễ dễ mà giữ lễ thì khó. Cái việc là mình đã bước chân vào rồi mình có giữ được cái lễ nghĩa không là cái chính. Thế thôi, chỉ mà nghĩ là nó là... Mình đứng ở trên kia mình bảo là ôi giời ơi, lại có quả hàng ngọc cốt tông thế này. Ôi giời ơi. Con cậu như thế này. Đây này, đây là điển hình của gậy vũ trường đây. Vũ trường đây mà cái nhảy đồng cũng là đây. Đấy. Gái vũ trường đấy. Gái vũ trường đây. Gái vũ trường đây. Cháu đi vũ trường ngày vẫn đi nhảy đồng thành trạch. Ôi giời ơi. À. Đấy. 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 Tôi nói cậu nghe, năm nay ai cũng chán cậu ạ, chết dở ấy. Con lắm, con đang chán nhiều lắm, con làm vô cũng đã thành các vật chán lắm cậu ạ. Xong việc của tôi đi, xe giá về ông phủ. Bà về bó bóp cổ mới đầu tiên, và chúng đấy cho con đàn của lũ. Các con này chưa chết được đâu, nếu còn nặng nợ má đào mà lòng thì muốn dứt rời nào có cho. Giống con Linh lại cầm kéo đâm vào đầu tự tử chết, không chết được. Là vì thằng chồng nó bỏ. Không, bây giờ là không có cô bé đồng tiền ốp vào thì là phải buồn mới phải chán. Còn chồng bỏ, chết chồng này, bà chết chồng này, bà lấy chồng khác. Trong tay còn đủ 10 thằng chồng. Thầy cứ yên tâm, con thầy đâu có ế. Nhiều lắm ấy, các cậu này nhiều dai lắm ấy. Nó suốt ngày nó bay phi ở trên vũ trường ấy, xong rồi nó cứ tới đi tour một lượt thì có hàng đống dai. Không phải tử tế quan quán cơ. Mày dai đẹp cơ. Tóc mượn mượt tỉ dung tinh bóng mà liễu có lẽ đường giá đường ngồi thẳng chiếu uy trần gian cong cong nét nhiều. Cái con người của chúng tôi, cái cuộc đời riêng của chúng tôi, nó y như lúc ngồi đồng, đang làm ông lại biến thành làm bà, đang làm bà lại biến thành làm cô, đang làm cô lại biến thành làm cậu. Thế thì khi ngồi đồng nó thay đổi tính cách như thế nào thì ngoài đời nó cũng thay đổi tính cách như thế. Và xinh xinh ra ngà điểm tuyết đôi má hồng, má hồng hồng. Nói chung rất khổ, mình phải sống thành hai con người, mà con người già lại phải sống nhiều hơn là con người thật. Con người thật chỉ trừ khi nào gặp được bạn cùng hội cùng thuyền. Alo, mình ấy sao mình nặng lời với người ta thế, người ta đang đứng ở giữa đường đây này. Mình có ra mà cứu người ta không, bây giờ chẳng biết đường nào mà đi, đằng trước tắc, đằng sau tắc, hàng cây số người luôn à. Hít khói cũng đủ chết luôn rồi đây này. Mà hôm nay à, lại còn đau đầu này, còn hơi sốt này. Đấy, thế nghe thế nói người ta chết là mình sướng lắm, mình cười hinh hích ấy. Này, mình ấy thấy mình đã ăn cơm chưa? Giờ này bà vẫn chưa ăn cơm à? Trời, đâu có bỏ đi được. Thế ngày mai đem chầu cao vào cưới nhé. Dạ, đem chầu cao vào cưới, tổ chức ở cơ quan hay tổ chức ở nhà? Nhà. Ở nhà. Dám không? Hả? Dám chứ làm sao không dạ. Dám? Dám chứ làm sao không dám? Người ta có nhớ tôi đâu. Thế chả nhẽ bây giờ à, bây giờ người ta đứng ở giữa chỗ tắc đường bảo tôi nhớ em tôi quá. Hay là tôi nhớ người yêu tôi quá à? Thế có thích không? À, à thích. Bây giờ chờ anh về đến nhà dành điện thoại bàn ra nhé. Rồi, ừ, chào em.
Có nghe nói tiếng Sài Gòn không? Suốt ngày hành tai hành tội, 1 giờ đêm vẫn gọi. Đấy, thế xong rồi chát nhá. Tôi bật webcam lên cho tôi coi. Bật webcam cho coi. Thế nó hỏi tôi là bao tuổi, tôi nói là tôi có 42 tuổi thôi. Cậu này có biết là thầy là làm nghề gì không? Hả? Cậu này có biết thầy tôi không làm nói nghề về cái việc lễ bái này. Thế hỏi tôi làm gì, tôi vẫn nói là tôi đi dạy học. Vẫn nói tôi đi dạy học. Nó phải mấy chồng ấy. Xong nó cứ lừa thằng này lại lừa thằng kia, xong rồi nó nói dối mẹ bà đấy. Giống mẹ đấy. Thế tại là một tối có đi chơi 4 thằng đó. Đấy. Một tối đi 4 thằng. Vừa thằng này bỏ xuống cái thằng kia coi em đang đâu, em đang đứng cửa đợi anh đây. Lại ô tô đến đón. Đến đó đi uống nước chán rồi thôi, em đau đầu để về đi ngủ. Lại đi với thằng khác. Thì có tin nhắn thôi, vào trong túi tin nhắn có dám để ấy đâu. Thấy rung rung trong túi nó biết có tin nhắn vào toilet, dở ra, được rồi. Nhắn lại là anh đợi em lúc. Và đi bây giờ đi làm về anh ạ, bây giờ tắm rửa xong biết đâu còn phò đi trên 4 ấy thôi. Eo ơi, chết, nó rời cao đấy, rời nhưng mà chết, con gái mẹ thế mà, giống mẹ đấy. Không chính bây giờ tôi tu hành rồi. Không. Không. Tôi đừng tu. Không, nhưng mà con nói thật, nãy giờ chỉ có mỗi thằng này thôi. Bây giờ là cuộc đời có mỗi thằng này thôi, nó bắt vía được mình mà. Mà dai 100%. Thế là 7 vía chứ không phải 8 vía. Không hề 8 vía. Tài xịn thôi đó kìa. Thầy có biết nha, nó mất dạy. Ở trong đoàn của nó 17 con người mẫu, nó ngủ cả 17 con. Nhưng thế mà... thì chồng với con thì tôi mà thấy thì tôi tát tất cả mặt. Xác định mình chơi với dai mình... Trời ơi, thầy ơi, mình có phải vú một đôi mà cái kia một chiếc đâu, mình giữ nó gì kệ. Mày đi tao càng nhẹ, bà có đi chỗ khác. Cái chỗ đấy hàng để dành. Là thì con mẹ chính chuyên chưa? Em ơi, má quỷ. Nhà nó có đông anh em không? Thằng anh nó mới đẹp cơ. Thế thì hoa thơm đánh cả phụ. Nó nào dắt lên cho mẹ anh nhé. Nó bắt vía được mình mà. Đây. Đến như này rồi. Hôm nay nó về quê rồi. Nó hỏi tôi ở trên mạng ấy là mẹ ơi, con đã kiếm được một người chồng mới rồi. Thì bây giờ thằng ấy rất giàu, thằng ấy lại rất đẹp. Thì bây giờ con có nên cặp với thằng ấy không? Thế xong rồi tôi mới nhắn lại là thế này. Nó đẹp, phải. Nó giàu, phải. Nó lại là dân gai. Chấm. Nó là một bông hoa thơm. Cậu chỉ là một trong 100.000 con bướm mà thôi. Thế nên tôi khuyên thằng Linh là không nên cặp. Linh ơi, cậu cho tôi bán nước lá lên đây. Còn đi ra mắt nữa cơ. Ôi thế à? Vâng. Thế chết. Bố mẹ thì muốn hướng cho thôi, còn dục thôi, còn có hay không là mình nữa. Cần hơi. Cái này gì nữa em phải lên hầu dâng mà xong rồi bắt đầu xuống em mới xào, em phải làm trước. Dạ. Chim lợn với lấy áo Châu Đệ Nhị. Nhớ sang cái mọc nữa. Bản thân đến đời tôi bây giờ, tôi cũng lấy vợ, tôi cũng có con. Nhưng bây giờ vợ tôi cũng một nơi, con tôi một nơi. Tôi ở đèn có một mình. Thì lúc bây giờ là do chiều ý của gia đình. Chứ chính bản thân tôi cũng không muốn. Hai nữa rằng là mình cũng không muốn làm khổ người khác. Thế nhưng mà vì cái áp lực của gia đình nhiều quá, mà tôi vẫn còn nhớ lúc bây giờ tôi có thở ra một câu này, lấy một câu trong chuyện Kiều, thôi đành nhắm mắt đưa chân,
để xem tạo hóa xoay vần làm sao, tặc lưỡi ra sao. Em ơi, bác về lấy vợ. Chuyến này chị bước sang ngang là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây. Rượu nồng em uống cho say vui cùng chị một vài giây cuối cùng. Ngày mai sóng gió trên sông đầy thuyền hận, chị lo không tới bờ. Đây là tôi con đồng cô già đây. Nửa đời người rồi mà còn dỡ đường đứt gánh đây. Ngay có cho đầy thuyền mãn quả đâu. Đấy. Một mái chầu ê, cô chầu về nhà bát hải danh tiền rồi. Cô vợ phải mẫu yêu mê mặt này tròn mặt tròn bán thầy á cổ kiêu bán cổ kiêu thá gần trốn ngã ba thuyền bè suối ngược cũng ơn nhờ phép vô rạo về là tôi lại xuất thân ta là người có ăn có học, cho nên rằng nếu tôi đi ra đường mà tôi không ở lĩnh vực trong đền thì họ nghĩ rằng tôi cũng là kín, và họ cũng là kín thì hai người kín lại quen với nhau, thì tôi lại giấu những cái tung tích của tôi đi, tôi không cho biết nhà, tôi không cho biết tên, thì chúng tôi lại có thể hẹn nhau ở một chỗ khác. Ngay như cái tay ở Tây Ninh này có biết cuộc đời thật của tôi đâu. Cô hát cho tôi ha, ông người là thuyền ai thấp thoáng bụi tre hay thuyền cô bơi thoải bên ve mà người người thật gặp rồi hôm nay mà nghe toàn văn sự tạc thôi, không phải có rung chân một cái chợ luôn xong rồi.
Nghĩa Chi và Điệp vẫn như lúc tôi 19-20 tuổi. Chết đấy. Ngoài 50 tuổi nhé. Thế thì bây giờ có phải là mẹ nào con đấy không? Đấy. Đấy. Ôi trời, thôi chết tôi cả phố mất điện rồi hả cậu ơi? Vâng. Đấy, vừa kêu thánh xong. Lên đâu rồi? Đi, đi về đi. Không rồi. Đây để lấy lộc thánh ăn cho hai anh em hả? Thôi, được bắt đầu giờ tính của hiện hình đó. Đấy. Bác Ngọc Toàn những ma quỷ. Bắt đầu ma lên đường. Cầm đây. Ở đây hai anh em về. Chào con Long này, con cho dai. Ở đây cho dai đi này. Đây, đi. Đúng rồi, nó gọi. Vâng, ba về nhé. Alo, anh đang vào đây. Anh chờ anh khóa cái cửa ở cửa nhà hãng. Không có bây giờ mà bỏ tô hô cửa nhà ra rồi là những cái trộm cắp nó mà lấy chết. Vẫn đã có điện đâu, chưa có điện. Nóng không thể chịu được luôn à. Thế đang làm gì đấy? Yeah. Úi giời ơi, đang chờ à, khổ thân. Đã buồn ngủ chưa? Đợi anh khóa cái cửa xong cái anh đi vào lại nói chuyện tiếp. Nói chuyện đêm khuya. Có thích nói chuyện đêm khuya không? À thích, rồi đấy rồi anh vào. Tội nặng nợ lắm của. Tội là cái tội cái nợ trần gian. Để soi cho cô đi trông. Chán nhìn thấy cái gì cả. Chết thật. Thế độ 9 giờ mai. Vâng. Đấy cả phố tối om thế này cũng khổ. Đêm khuya tĩnh lặng lại, tôi thấy rất buồn. Vì tại sao mà trời sinh ra mình như tất cả mọi người đàn ông khác, chứ không có cái gì là khác cả. Mà nhưng mà tại sao trời lại hành hạ mình, tự nhiên mình lại mang một cái căn bệnh ấy. Thì nếu mà nói duy tâm thì đây là số mệnh. Mà nói về duy vật chắc là cái hormone nó phát triển lệch lạc. Vì muốn gì gì chúng tôi lớn tuổi rồi thì cái suy nghĩ nó vẫn có chiều sâu hơn là như các cậu trẻ trẻ vẫn đấy. Đấy, các cậu trẻ trẻ ý nó còn vui bạn vui bè. Thế chúng tôi bây giờ ngoài 50 rồi thì vui bạn vui bè ở đâu? Chả nhẽ giờ tôi tìm đứa trẻ 20-19 tôi vui với nó à? Đấy, mà tìm những bạn mà như mình thì người ta có vợ có con, người ta phải vui với vợ với con của nó. Thế là thành ra mình nó trở thành cứ mỗi một tuổi mà lớn lên nó đơn thương độc mã. Nhưng mà đến khi còn có một mình thì tôi như là bà huyện Thanh Quan ấy. Dừng chân đứng lại, trời non nước một mảnh, tình riêng ta với ta. Thì bây giờ mình thấy buồn.